Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình review một căn nhà giá dưới 300.000 đô la. Căn nhà này theo cái giá của hiện tại á, là dưới cái giá thị trường các bạn. Mình lúc nào cũng tìm những căn nhà dưới giá thị trường để các bạn tham khảo, và cũng là nếu mà được giá thì thường là mình mua những căn nhà như vậy. Thì mục tiêu của mình là những video thế này á, để chia sẻ các bạn là chuẩn bị mua nhà hoặc là có dự định mua nhà đó, thì nên tìm những căn nhà giá tốt để mình để dành được số tiền nhiều lúc mà giai đoạn đầu. Thì đây là căn nhà giá 299.900. Căn này 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, diện tích là 2.789 square feet. Mình đang review căn nhà này ở thành phố Garland, Texas các bạn. Thì căn nhà này á, theo cái lịch sử mình coi á, là căn nhà này nó đang ở giai đoạn là short sale. Nghĩa là cái giai đoạn này cái chủ nhà đó dường như là hết khả năng chi trả cái nhà này, do đó là người ta muốn bán căn nhà này để mà thu tiền về, chứ nó không bị ngân hàng tịch thâu. Thì đây là cái hình của căn nhà. Mình thấy rất đẹp các bạn. Đây là một căn nhà tiềm năng. Mua ở giá này cũng còn khá tốt. Theo cái diện tích này và cái năm xây dựng này thì rất là tốt. Đây là cái hình mình đi sơ qua để mình coi. Đây là phòng bếp. Phòng bếp ở khu kitchen là có cái sink. Đây là cái bếp. Bếp này là xài gas các bạn. Ở chỗ này nó có cái kitchen island nó nằm ở giữa. Chỗ này là thảm. Thảm này thì giờ mình có thể thay thảm mới hoặc là thay gỗ gạch mới. Đây là phòng tắm. Đây là phòng ngủ. Đây là phòng ngủ nữa. Đó, đây là một phòng ngủ nữa. Thì cái nhà này có 4 phòng ngủ các bạn. Cái phòng tắm này cũng rất là rộng đây. Đó, rất là rộng. Rất rộng và đẹp. Mình đi vào cái thông tin căn nhà mình coi các bạn. Thì căn nhà này á, nó được kê là dưới giá 300 ngàn. Cái giá trị hiện tại căn nhà này á, chút xíu mình coi ở trong chỗ mình đi vô ngay chỗ mà lot view á. Khi mình vào cái map á, khi mình vào cái chỗ này á, chỗ cái lot line nè. Mình mở cái lot line mình sẽ thấy được cái giá trị mà nó ước lượng những căn nhà xung quanh đó các bạn. Đa số là những căn nhà này trên giá 300 ngàn không. Có những căn nhà là 400 ngàn các bạn. Do đó căn nhà này mình nói dưới giá thị trường là do cái giá mà họ liệt kê họ cần bán. Rất là cần bán. Do đó cái giá rất là tốt. Đây là cái street view. Căn nhà rất là đẹp các bạn. Đây, cái khu cũng mới. Cái khu mới và cái nhà này đẹp. Cái giá này là theo mình là rẻ rồi so với cái nhà như thế này. Nếu mà các bạn tìm những căn nhà rộng mới ở cái tầm giá là 300 ngàn á, thì đây là một cái lựa chọn tốt. Đó, khu này rất là đẹp các bạn, mới đó. Ở nhà quá đẹp. Thì thông tin căn nhà ở đây xây giờ năm 2017, có hai chỗ đậu xe. Diện tích là năm diện tích cái lot là cái khu này là 5.488 square feet. Cái giá cho từng square foot là 108 dollars. Thì trong đây mình có thể xem thêm là full bathroom á, nghĩa là hai phòng tắm mà đầy đủ là 2. Có một phòng tắm half bath là 1. Half bath là có cái toilet thôi, với chỗ rửa mặt thôi, không có cái bồn tắm. Thì heating á, là cái hệ thống máy sưởi là bằng gas. Và cái central air nghĩa là cái máy lạnh bằng điện. Đó. Thông tin về HOA, tiền mà trả tiền bên quản lý nhà cửa đó là 36 dollars một tháng.
Đó, mình có thể thêm xem thông tin thêm. Thì ước lượng của căn nhà này á, hiện tại á, mình thấy là những căn nhà xung quanh á, thì căn nhà này dưới giá 300 ngàn thì rất là tốt. Đây là cái lịch sử của cái căn nhà. Căn nhà này hồi tháng 4 là rao bán là 330 ngàn dollars, xong tháng 8 tăng lên là 354 ngàn dollars, rồi giảm dần 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 xuống còn 299 ngàn 900 dollars. Thuế căn nhà này á, là 11.523, do là cái giá căn nhà này á, cao, do đó cái tiền thuế cũng cao các bạn. Mình có thể vào cái county website để mình xem như thế nào để xác nhận cái thông tin. Đây là county website, mình có thể coi là chủ là ai, ước lượng của cái giá căn nhà như thế nào nè các bạn. Ước lượng à, thấy không, ước lượng của thành phố là 343.600 dollars, rất là cao. Rồi cái thuế của thành phố coi năm nay là 9.642 dollars. Đó, đây là cái thuế mình phải trả trong năm 2019. Rồi vào cái history, vào cái lịch sử là chủ nhà là bao nhiêu chủ. Thì cái nhà từ 2015 tới 2019 là mình thấy là có hai chủ đó. Thì những thông tin về ở trên thành phố mình coi như vậy để mình biết được là cái thuế với lại cái ước lượng của thành phố là bao nhiêu, để mình tính ra xem cái thuế đó coi nó chính xác hay không. Đó, căn nhà rất là đẹp các bạn. Căn nhà này rất là rộng, 2.789 square feet, cũng rất tốt để ở hoặc là đầu tư lâu dài. Vì còn mới, do đó đầu tư lâu dài, nó không phải sửa chữa gì nhiều, các bạn có thể cho thuê một thời gian trong vòng 5 năm. Căn nhà này nếu mà cho thuê mình ước lượng là khoảng 2.200 dollars hoặc 2.000 tới 2.200 dollars một tháng. Thì mỗi năm mình thu về có thể là mười mấy ngàn đó, là mình cho thuê trong vòng 5 năm, xong đó mình bán lại thì mình vẫn có kiếm lời được các bạn. Còn nếu không á, là mình căn nhà này là chỗ lựa chọn để mình ở cũng rất là tốt cho những người mua nhà lần đầu. Nếu mình muốn mua những căn nhà mà khá mới nên mua những căn nhà thế này, không có phải sửa chữa nhiều. Muốn ở lâu dài, căn này xây 2017 do đó còn rất là mới. Đó, còn rất là mới. Do cái người chủ này hiện tại cần bán, tại nếu mà không bán được ngân hàng sẽ tịch thâu các bạn. Đó, nó gọi là short sale. Không bán được ngân hàng sẽ tịch thâu căn nhà này. Và khi tịch thâu thì người chủ nhà này sẽ mất hết cái tiền mà hồi xưa down payment hoặc là cái tiền đã trả được một thời gian. Thì đó là cái chia sẻ của mình, khi mà tìm những căn nhà nên tìm những căn nào mà dưới giá thị trường mua để mình để dành được số tiền lúc ban đầu. Quan trọng là các bạn chọn cái khu trước, chọn khu trước rồi chờ đợi tới lúc mà có những căn nhà ưng ý, mình bắt đầu chuẩn bị tài chính sẵn sàng mình mua, và mình sẽ để dành được số tiền khá lớn lúc ban đầu bằng cách chọn những căn nhà dưới cái giá thị trường các bạn. Thì đây là cái chia sẻ của mình tiếp tục là những video thế này để chia sẻ với các bạn, và cũng là cái kinh nghiệm của mình để mua nhà, để giúp các bạn có những cái lựa chọn mà mua nhà và dưới giá thị trường, thay vì mua những cái nhà giá quá cao lúc ban đầu. Thì nếu các bạn có thích cái video của mình á, cho mình like phía bên dưới, like và chia sẻ phía bên dưới, và subscribe đăng ký vô cái kênh của mình để có thêm video. Hy vọng là cái video như thế này sẽ giúp các bạn có cái động lực để đi tìm mua nhà dưới giá thị trường, giống như mình đang tìm mua những căn nhà mình đang có. Chúc các bạn nhiều may mắn và mua được những căn nhà là để dành được số tiền lúc ban đầu. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem.